Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào mọi người. Mọi người rất là cảm ơn của mình. Hôm nay mình sẽ chơi anh em mang trong top. Ok. Hello. Hello. Học vô. Đâu rồi? Ở dưới nè. Ta qua đây. Chắc hoàn thành mấy ba như hổ rồi. Là mấy bạn như xích đó. Như xích con cặp ha. Mấy mưa to vơ lơ. Ta có sửa con mưa rồi đúng không? Ờ đúng rồi. Bây giờ là clean mơ đi. Mẹ mẹ cút. Chị ở cái này. Rồi thành trang trí rồi. Đang sửa đường. Làm cho hề vậy, tao nghi mày công quá. Sợ hả? Ủa mày, mày mua cho tao một tí block đây để tao sửa con. Bắn đi. Bắn đi. Giỏi gì? Mua gì cậu? Mua chính lóc cách thế đó. Rồi. Thất sang rồi. Vơ lơ lét quá. Hồ đai rồi. Từ từ, học sinh nè. Bắn cung nữa là được rồi. Ok. Chắc là hư rồi, không chút được. Bây giờ xong rồi. Thì kết đúng không? Tôi chết. Tôi đang đói. Ok. Tôi ba A đấy. Tôi ba sắp đấy. Mày phải tôi đưa qua tao chứ. Ủa rương Phật giáp hư hết rồi. Lê chế xong máy rồi. Lên chơi với tụi tao. Ờ chơi xong máy rồi lên chơi với tụi tao. Lên tụi bay dưới thì có. Chơi thôi. Ngắm nhìn cảnh đẹp. Không thích à? Không. Chơi rồi giết thôi. Chơi anh nô một đi. Chơi anh nô một. Chơi anh nô một đi. Ờ, quấy đê. Dập nó. Bơi mà dám làm gì. À, tình hình của anh năm 1 là trời mưa như chót nước. Anh năm 1 nhét gần hư luôn nè. Ờ, cho ta tập bè quay nhanh lên, phục dung. Tập bè sập hơ. Tao cũng rơi xuống dưới thôi. Đi ở đi ơi. Anh kêu bạn kêu gì nữa. Yeah, đúng rồi. Game đại cô giết thầy anh hồi Titan phải. Đừng đừng có giết mất nhiêu. Nước bị lỗi rồi làm sao? Nước bị lỗi rồi, sao nói chị đô nè. Ta đang sửa, tự nhiên mày bắn cung. Mẹ. Con người. Cô chô đang ăn ông một đây. Con chô con trẻ đó. Không cảm đâu. Máy của tao chưa hoàn thành mới. Giờ chế thêm cái. Rồi xuống đây nét chứ. Ta đang sửa, đang sửa mưa. Mày đã bắt chưa? Tao thấy nghe cái kẹt ít ỏi gì luôn vậy thôi. Để rồi nha.
What the fuck? Nước mưa chỗ kia làm sao kìa? Nơi là con cúc mây chỗ đó. Nước trời. Nhớ cúc mây đó. Đã phải ai sập đây cô. Dọ mày nha, tao không biết đâu. Mày ngon chim á. Fuck you. Tao sửa nước mưa mà làm gì vậy? Đang sửa cưa mà. Ngồi tao ra xuống dưới lắm rồi. Để tao xịt khom. Vậy xịt khom. Tao đang xịt khom của nó mà. Tập đi. Hai người kiểu nhìn nghe kinh tởm. Chúc mừng anh Kim để gặp thằng trên anh Hồng. Bơ đang tới cái FK tới mẹ nó về. Ok. Mẹ đóng mày có cơ hội chỉ nha. Lâu lâu. Ê anh đúng không? Làm xong mấy frame chưa? Cắt thôi chưa xong anh nhà. Bye Phật. Bye good. Chưa xong nó còn gì kết ở cái mấy thăm thì sao? Này, mày giải quyết chỗ mày đi, chỗ mày gặp lũ lụt không? Chắc rồi. No. Mẹ bị kẹp rồi cứu tao phát. Chào bé. Con ra, về lại con đi. Ta là luôn máy ba muốn bị ngục. Giờ khỏi thì thú mặt nó cho nó mệt. Thú mặt thì đi cho nó mệt chờ. Phong. Thấy là con chim có vấn đề. Nó rồi. Fuck vô lại nữa. What the fuck? Ở đây hay gì? Như nhà anh một đứa kinh khủng không? Hồi tao về nhà tao bảo nhà anh nó một lắc như khúc đó. Nhà mày lắc như khúc đó. Mày không mang cái xe thì bay hư rồi. Đợi tao sửa. Nhà tao mà lắc á. Nhà tao mượt như là gì vậy? Vây mà nó lắc nghe hình cấu của nhà. Không biết cua sao lại không tắt coi. Trời ơi. Nhà tao chắc có đá đỏ mây mới lắc lên. Có thể không phải cái bao rồng của ta làm mấy mày lát. Nhà mày bị lũ lúc đó. Bao rồng vứt dậy tao. Mà ai đập ngay cho tao. Tiếu con kẹt quay là ói cơ chẳng. Ô, rất là lớn. Mày nhìn môi tao lớn chưa? Thằng ngờ mày giờ khỏi lấy ra luôn rồi. Mày cũng thuộc kinh khủng luôn.
quay những người thả tao bảo AD quay làm lắc 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 chi vừa nè lỗ nước nha, hỏi AD bị lỗ nước rồi mày lo thu dọn dẹp ngay lập tức tao bảo AD đó tao bảo AD nha tao làm nó dọn nhanh anh uống một lần anh uống một tự dọn không chọn không muốn bảo AD đó thì bé coi tao thả làm ăn một tự là ăn một tự chi tao kẹp đó tao cũng làm rồi tao bé ai đâu rồi á chút nào không luôn á phải lắm không đâu à nó ở đâu lặng đè rồi mày đi không nó là bánh hạ ok cho tôi tên bên ngoài đi tao cho mày tên bên tao nha tôi hát cái mày chết thằng nha tao nói trước á tôi bao đi đó tôi đợi nha mày rồi siêu mặt không phải anh Kim anh Kim làm hư quân rồi ai lấy quân không anh đâu có quân nhiệm vụ nè tao bỏ trong trong căn chung cư của mày nha. Ăn sữa này ăn mâm một này mày bay mày bay mày sữa không ăn mâm một tao bay thẳng đâu ăn làm má tôi để cho con mua một từ mà không đúng rồi thôi mới để đi bảo ai được mày khi nào chúng ta bay đây. À, không may là tao làm được. Tao chỉ cho mình có tài sao chuyển bằng khác tài được. Ồ, biết bây giờ mai mà sửa không? Tao ta chỉ biết lấy được 3 ngày mà lấy hết rồi. Ừ, thì mày muốn cơ cơ này thiết diễn hay mày muốn cơ mơ mày chỉ được bắt được không? Hãy tự trả lời. Tao phải làm, mày làm ừ tao là nhưng mà con mất tao về mẹ đồ à nhưng mà mày không nên sửa đường ở hiện tại tao không nên sửa đường là xong tao sửa đường sao bố mày là thời đại mày mà biết có khi đâu mày sửa đường cái mày áo mua đây thì bắn thêm mày á có chưa mấy ba mươi hũ của bố quá tuyệt vời ông mặt trời ơi chúng ta cũng là hả chúng ta có anh có thể spam ăn thật hàng lờ à, cái ba mươi hũ bố cái cơm nào 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 nghe tao bên ngoài đây mang tay xem hả con đây xem là ăn xin có mấy bạn như hấu không đâu có một đấy mày phải giúp tao đi cho anh con mưa nè nhà tao tao biết coi thấy mày thì cái gì mà mưa quá nước bị lỗ rồi là bị lỗi cho nên là sửa giờ lương pháp nó lớn cả em đi tới lắp kinh phục luôn tao mẹ tao tao một giọt máu à tao đang bắn cung một giọt máu à ba bốn tê tê ba tê tê ba cho mày miếng thịt nè tê tê ba đây ưu phật mà tê tê ba bắn cung mày xin chân đàn ông mời xin chân tôi đi
cho bắt một tên trên nước rồi. Chờ mấy ba mà ok mà bắt ông quay thằng ông quay cũng là cho bé sắp đây ấy ấy chứ là có thể thở dưới nước được nè, hô hấp bao nhiêu nó có giác mà được thở luôn. Ừ, ai chứ nó không bị mất máu luôn, thở dưới nước được luôn, bật cơ. Xịn. Tao làm mơ có hay chưa không có. Ờ. Đúng tiền mua của mẹ tao để làm có tiền. Thôi, bố đừng bắt tay. Mày thi vô hố đây hả? Trời ơi. Công nhận bố này không minh vờ lờ luôn. Vãi cái mấy phê như thảo. Đó thế là cô à. Lắc dữ. Vô. Vậy chẳng lẽ nó chẳng lẽ nó như trong lại hả? Thôi hết kiểu vậy mấy cô. Em làm sao? Mấy thằng đồng ngôn sao mà tự lấy đi đâu? Vậy à. Mẹ thu hoạch rồi sao mới cầm lại, mất công dữ. Cho tôi quay game chinh. Cho tôi quay ai sụp đi. Mà con mày chết chỗ này mà. Hả? Ôi mày tụi tao tao đi. Mày tụi tao tao đi. Ok. Qua. Tụi qua đây á. Lộn. Hả? Đó lát nữa. Tụi tao mà. Không cho tụi bê nữa. Tao bảo là má mày làm mộng cho tao. Mày tao bảo là được. Hả? Lại phải thêm như bò con phi con bò đặc nữa. Mẹ cái này cũng được rồi đó con. Mẹ mới thêm như bò. Con bị già, mất con bị già. Mới thêm như bò. Mày, cái mày nói lại nha, bây giờ mày thu hoạch, mày sao tự nhiên dịnh lên đập cái. Vờ cờ. Mẹ trong con không con như cơ cơ nữa, chắc nó đéo học đâu. Đi tới. Nó mọc ta cũng mừng. Vãi đều đồng như vậy hả? Tao tự đi thu hoạch, nó tự động. Vờ cờ. Thôi. Xong rồi. Thôi tự đéo quan tâm đâu. Tao không đỡ mà bị chặt vô đâu. Thôi anh đừng sửa anh ơi. Vãi mấy fan chắc không có thu đồng nào quá. Anh biết gì? Mấy fan này mày bị để chơi. Thu hoạch được tầng mừng. Ý chị mày đéo biết đẹp. Nằm đó mặc đêm cho nó mặc cái này rồi. Thì tôi có bộ trường không? Đã bộ trường cho nó lớn lên. Thôi. Đồng, nó mọc đồng mừng. Mẹ con trồng xây hút. Nó mọc quá. Mẹ nó mọc dưới nước hả mày? Ê. Sao? Ta đem chân thật nước. Anh thật ra con tăng mày mua tao một chân cho một số phát cát. Đây, mày mua tao thêm cát. Ừ, mua tao cát. Cát hả? Ừ, tao cát. Cái bên. Thế đúng không? Tên sao? Ôi.
hiểu là làm thuốc ba của ta. Ủa chuyện đâu vậy? Ta đang làm việc mà mày làm gì vậy? Ta để cái trên tủ. Lơ, chắc chỉ là tao cần tao béo mà. Lơ, thôi ta về tôm đây. Mày làm nó là ăn gì? Mày làm gì đó? Yên! Phải, thu hoạch dưới nước. Sao kệ? Tôi biết nó bột trương lên. Nếu Mẹ chưa phải nha. Xương này tôi căng rồi. Không căng mà căng đau ghim. Chứ đâu không phải quá ai sao mà sao mày sao mà 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 Nhưng câu phải gì đâu. Mẹ trong giờ đang gần một chút. Mai tương lai cho tao xương đi. Qua xương này. Tao đi đâu lớn nha. Mẹ tao nào đi. Trong hiểu mày nghĩ sao luôn á. Vợ cờ. Tao chắc em có chỉ này mà mày có là trong chỗ ở tao. Bọn mày biết đi không có nói chứ không sao bọn mày. Xin tự cái hình khổ cỏ không vô đi. Rồi vô tao niên qua. Mày có bờ lờ mày em chửi nữa. Có xin không mà. Mày có lại kìa. Chỗ người đát của tao. Có xin không. Mục đát của tao cũng có xin nữa rồi. Thôi vậy tao lấy xương của tao mọi món. Lấy xương rồi. Chỗ găng cổ ghim á. Ghim thoát rồi. Tôi muốn nhỏ hả? Mua chưa? Em có bộ chưa? Lúc bộ chưa? Em có bộ chưa rồi. Vậy đây mình đi hậu lớn lên. Yeah. Ôi lương bé nó bộ bầm tạm. Nó bộ bầm. Anh chưa đánh nó nữa. Ta số 3 chưa? Tiếng Hồng Nguyên ở trên nè. Đủ. Xuống đi. Ờ, mày đâu? Bè. Ở dưới nè. Rồi, chờ mày một xí. Đó, nhà giàu chưa? Đủ. À. Thấy giàu hả? Đồ xích kinh nghiệm đi. Em thế là bố đi cầm cái skin nhá, cho mày coi skin phá tân của bố. Chơi là xe skin mà. Đổ skin đi. Tí nữa. Anh bố thích skin này không? Qua nhà anh ở một chơi. Bố là gì? Ở đâu? Ở sau skin này nè. Nhưng tao có trò gì đâu chơi. Qua đó phá. Tao phá làm gì hỏi ngu. Ừ. Phá bên cả gì. Không tao mà. Ủa lắm. Ở đây ổng
có một cái đó. Ê, chờ xí, nở tao chơi lại. Tao đi chơi, đi tắt trả. Ok, bye. Trồng cái gì là trồng mà tao có cà rốt nè nuôi heo mà nuôi heo chứ ăn nuôi heo anh đang mua bắp heo tiền tiền trồng nhưng mà anh tay bước rồi. Đâu phải tự động đâu, mày chỉ cần ăn cái nút là xong. Má không chơi tự động. Không biết bạn là giờ tôi đang lượm nó. Ba thử nó một cái đây, một thịt gà, một thịt heo Trung Quốc bằng 3 vàng burger. Wow, bị coi có đồ để mua kiếm tầm mềm rồi. Đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ like, share, subscribe và đừng quên follow trên Twitter. Và nếu các bạn muốn làm cái tập này tiếp thì đủ khoảng là 5 like mình sẽ làm tập này tiếp nhé. Hoặc là tuần sau mình sẽ làm tập về Murder Big World. Hoặc là các bạn comment dưới để cho mình chơi gì nhé. Và bây giờ bye bye.